Chào các bạn, mình là Tiến Trọng 94, đồng sáng lập của cộng đồng Stand Up Pro Trading. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách scalping với hệ thống Scalping CSN. Hệ thống này được bạn Đức nâng cấp. Trước đây bọn mình đã có một video rồi, nhưng ở phiên bản này, bọn mình đã nâng cấp lên tốt hơn, dễ dùng hơn và chi tiết hơn, hiệu quả cao hơn dành cho các bạn. Không dài dòng nữa, bây giờ chúng ta sẽ lập tức đi vào video Scalping CSN ngay. Đầu tiên, đây là hệ thống CN Scalping. Hệ thống này là độc quyền do CN Team sáng tạo và cung cấp. Hệ thống này chưa từng có trước đó. Nếu như bạn thấy ở đâu có thì đấy là do bọn mình phát hành ra. Thứ hai, đây là hệ thống tặng miễn phí dành cho cộng đồng. Nếu như bạn thấy bất kỳ ai sử dụng với mục đích mua, bán hay mở khóa học thì vui lòng report người đó cho cộng đồng biết, bởi vì đây là hệ thống tâm huyết của CN bọn mình dành tặng cho các bạn một cách miễn phí dành cho cộng đồng để các bạn có thể sử dụng nó kiếm tiền, kiếm lợi nhuận từ Forex. Tiếp theo, về chú ý, chúng ta có 8 cái chú ý khác nhau. Đầu tiên, khung thời gian giao dịch của hệ thống này là 12 giờ trưa đến 23 giờ đêm theo giờ Việt Nam. Khi mà sử dụng trên TradingView thì các bạn sẽ thấy giờ trên TradingView là 7 giờ đến 18 giờ trên TradingView. Bởi vì mình không biết là các bạn ở đâu, ở Việt Nam hay các bạn ở nước ngoài. Nếu như các bạn ở nước ngoài thì các bạn xem giờ ở trên TradingView là 7 đến 18 giờ. Nếu như ở Việt Nam thì khoảng thời gian sẽ là 12 giờ trưa đến 23 giờ chiều. Tiếp theo, một setup chỉ vào một lệnh, tí nữa mình sẽ nói cái này sau. Thứ ba, thời gian tốt nhất để giao dịch cặp GBP với những cái đồng tiền khác, đấy là phiên Âu vào lúc 13 giờ. Thứ tư, tỷ lệ SLTP là stop loss và take profit là bao nhiêu? Sẽ có 3 mức 15, 15, tức là SN 15, TP 15 dành cho cặp GA, GCAC, GN, GZ, 10, 10 đối với cặp GU và GZF và 15, 20 đối với cặp vàng. Ở trong đây bạn có thể thấy là chúng ta chỉ giao dịch cặp G và vàng. Hệ thống này các bạn có thể dùng được như thế. Lý do vì sao? Bởi vì những cặp này di chuyển rất nhanh và mạnh. Vì thế chúng ta sẽ có thể nhanh chóng thấy được cái kết quả. Thứ năm, giao dịch với tài khoản spread thấp. Và với tài khoản spread thấp thì bọn mình khuyên rằng các bạn có thể lựa chọn tài khoản Pro đối với tài khoản ở sàn Xnet. Và nếu như các bạn chưa có tài khoản sàn này hoặc các bạn chưa có tài khoản sàn thì các bạn có thể đăng ký ở dưới link phần mô tả để ủng hộ team CSN nhé. Nếu như các bạn yêu quý thì điều đấy là vinh hạnh cho CSN team. Thứ sáu, các bạn chỉ giao dịch với các cặp tiền ở phía trên. Các cặp tiền ở phía trên, ở cái chỗ tỷ lệ LTP ấy, ở khung M5, bởi vì cái khung đấy các bạn mới có thể theo dõi được. Và thứ bảy, giao dịch tài khoản demo trước. Tránh trường hợp các bạn cứ lao vào như một con thiêu thân và các bạn không kiểm soát được cảm xúc. Các bạn cần phải giao dịch ở khung thời gian M5 và giao dịch demo trước để các bạn rèn luyện. Cái thứ 8 là cái cuối cùng, mình nói luôn để các bạn khỏi phải hỏi nhiều. Win rate phương pháp này là 60%, tin hay không tùy bạn. Còn nếu như bạn không tin thì sẽ có hai hướng, một là bạn có thể tự test lại và hai là các bạn không giao dịch, bỏ qua phương pháp này. Và mình có một lời khuyến nghị trước cho các bạn, đấy là phương pháp scalping không thích hợp với những người có máu cờ bạc. Đấy là cái đầu tiên. Và cái thứ hai, các bạn buộc phải đặt SLTP và tuân thủ theo các nguyên tắc của CSN scalping để các bạn có thể giao dịch được hiệu quả nhất. Tiếp theo, sau cái phần chú ý này, chúng ta sẽ cần chuẩn bị những gì để scalping. Ở trên TradingView, trang tradingview.com, các bạn sẽ cần hai thứ. Một là B3 Buyer Seller Breakout và hai là Candle Channel. Ở đây, các bạn truy cập trang tradingview.com. Mình nói luôn, tradingview.com này hoàn toàn khác so với phần mềm MT4. Phần mềm MT4 riêng, còn tradingview.com này riêng. Tradingview.com là trên trang web. Và khi các bạn xem ở trên tradingview.com này, đến lúc các bạn vào lệnh thì vào lệnh ở MT4 nhé. Bây giờ ở trên tradingview.com, các bạn truy cập vào trang web này và các bạn lập một cái tài khoản. Sau đấy các bạn sẽ đi đến cái phần chọn các cặp tiền. Thì chọn các cặp tiền các bạn hãy chọn ở bên này, cái phần watch list này. Các bạn nhìn xem phía bên phải sẽ có cái này, watch list, ấn vào đây. Và các bạn gõ cái cặp tiền đấy ra. Ví dụ như này, mình sẽ gõ là GBP USD. Và các bạn chọn một trong những cái này để các bạn theo dõi. Thì nó sẽ vào cái phần bên dưới này. Tại sao các bạn lại chọn ở đây mà không chọn bên này? Bởi vì chọn bên này thì nó sẽ vào cái khung theo dõi, các bạn tìm nó sẽ nhanh hơn. Chính vì thế sau này các bạn mở ra cái là nó vào bên này luôn. Để tắt một cặp tiền các bạn ấn X cái này đi. Ở đây mình đã có tất cả các cặp mà chúng ta giao dịch rồi.
muốn chuyển khung thời gian hoặc là chuyển cặp tiền, chuyển khung thời gian thì ở đây. Nhưng chúng ta đánh scalp ở trên M5 thì các bạn để nguyên. Chuyển cặp tiền các bạn ấn vào các cặp tiền khác này là nó sẽ ra. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại con vàng. Vàng hay tất cả các cặp khác tiêu chuẩn như nhau, chỉ khác LTP thôi nhá. Ở đây khi mà chúng ta giao dịch thì các bạn sẽ cần phải có cái Kettner Channel và B3 Buyer Seller. Các bạn sẽ thêm ở đâu? Các bạn nhìn vào đây này, có cái hình này, Indicator and Strategy, các bạn ấn vào cho mình. Bọn mình sẽ để cái tên của hai cái này ở dưới phần mô tả, các bạn chỉ cần copy vào hai cái này, copy từng cái vào là các bạn sẽ tìm ra. Sau đấy các bạn ấn vào cái đó, nó sẽ ra được trên biểu đồ hình dạng như thế này. Đấy, nó sẽ có cái hình dạng như thế này. Có một cái giải này, có mũi tên này, có những cái giải màu xanh, màu đỏ. Đấy, nó sẽ ra được những cái đấy là chúng ta đã xong được phần chuẩn bị trên TradingView. Tiếp theo ở trên MT4 thì các bạn cần cài đặt con bot auto đặt SLTP. Mình sẽ để cái link này ở dưới phần mô tả. Sau khi các bạn ấn vào đường link, nó sẽ ra cái fanpage của bọn mình. Và lúc đó các bạn ấn vào nhắn tin, các bạn sẽ ấn vào cái phần nhắn tin xong các bạn gõ auto SLTP. Mình sẽ để cái này ở dưới phần mô tả luôn. Các bạn copy, gõ vào là xong. Đây, nó sẽ ra cái phần tin nhắn với paid. Các bạn gõ là auto SLTP, enter cái là nó sẽ hiện ra một cái link để cho các bạn tải. Đó, các bạn ấn vào cái link này. Bọn mình sẽ để cái này ở trong bot bởi vì đôi khi cái link này nó sẽ bị thay đổi nên bọn mình sẽ cần phải chuyển hóa nó thành cái link khác. Sau khi các bạn có cái này, các bạn ấn vào và tải cái này xuống. Đây là một con bot, các bạn ấn tải xuống này. Chờ nó một chút. Sau khi tải xuống xong thì chúng ta sẽ ấn vào cái phần mềm nhé, để thêm được cái con bot này vào. Các bạn sẽ ấn vào cái phần này này, Expert Advisor, chuột phải, Create in Meta Editor cho mình. Sau khi nó hiện ra cái này thì các bạn sẽ ấn vào Expert này, Open Folder. Rồi, đây là cái chỗ chúng ta sẽ thêm những cái này vào. Ở bên này, các bạn sẽ ấn vào đây, Show in Folder. Hoặc các bạn làm sao để các bạn tìm thấy được cái này. Và các bạn ấn Copy, Ctrl C sang cái thư mục này, dán vào. X nó đi, tắt cái này đi. Rồi, tắt cả cái này luôn. Sau đây chúng ta vào đây, chuột phải vào cái này này, Refresh. Nó sẽ ra Auto SLTP Device, các bạn thấy không ạ? Bây giờ thì các bạn sẽ thêm cái này vào. Các bạn nhấp đúp vào, nó sẽ hiện ra. Và đây, đầu tiên các bạn sẽ ấn vào phần Comment này, Allow Live Trading. Tiếp theo, về phần Input thì các bạn để sau hãy chỉnh, ấn OK đã. Là ở đây chúng ta đã có một con bot nó hiện đây, nhưng mà cái hình mặt mếu này là chưa được. Các bạn ấn vào Tool cho mình, Option, Expert and Advisor này, các bạn Allow Auto Trading cho mình và ấn OK. Sau đấy các bạn làm thao tác tiếp theo, đấy là các bạn ấn vào cái nút hình như này, Save Template lại, các bạn đặt cho nó một cái tên. Ví dụ như này, CN Scalping Auto. OK. Sau đấy sang cái bên khác, các cặp khác bạn ấn vào đây. Các bạn ấn CN Scalping Auto này, tích vào là nó sẽ ra được đầy đủ hình thái và con bot cài đặt sẵn y như thế. Nên các bạn làm tất cả các cặp như thế cho mình. Và cái cuối cùng, bởi vì cái con bot auto đặt SLTP này nó chưa được chỉnh nên các bạn cần phải chỉnh nó. Ở đây cặp GA nhé, các bạn lên một chút, GA, GK, GN, GJ là 15, 15 đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ ấn vào con bot này, chỉnh cái này thành 15 cho mình. 15. OK. Tiếp theo với GK, nó sẽ hơi mất thời gian lúc đầu một chút, nhưng mà sau này các bạn sẽ không cần phải đặt SLTP nữa, bởi vì những cặp này nó đi rất nhanh nên việc có một con bot hỗ trợ nó sẽ rất là tiện hơn là việc bạn đặt tay xong có khi nó SL nó TP mất rồi. OK. Tiếp theo là cặp GU và GCHF. GU và GCHF sẽ là 10 10. Ở đây các bạn sẽ ấn vào đây, đặt làm 10. Ở đây đặt làm 10. GCHF cũng thế.
Ok, và cuối cùng là con vàng. Đối với con vàng thì chúng ta là 10 năm 20. Đối với riêng con vàng thì các bạn cài đặt như này cho mình. Đây là take profit thì các bạn để 200. Còn stop loss thì các bạn để 150 nhé. Ok cho mình. Bây giờ mình sẽ đặt thử một cái lệnh. Ok, sell thử. Ngay lập tức bạn sẽ thấy SL và TP được hiện ra. Ở đây là 1674.683 và SL là 1676.183. Mình sẽ trừ thử. 1674 trừ 16761 bằng 15 đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến hướng dẫn CN Scalping. Ở đây chúng ta sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ngoài giải Kernel Channel và trường hợp thứ hai là trong giải Kernel Channel. Mình sẽ nói về trường hợp thứ nhất trước. Ở trường hợp thứ nhất, ngoài giải Kernel Channel, chúng ta sẽ có buy và sell. Buy thì ngược với sell. Mình nói một cái buy. Buy là khi giá ở trên Kernel Channel đóng nến trên giải. Giải Kernel Channel là cái này này. Giá ở trên Kernel Channel đóng nến trên giải là cái này. Bạn nhìn thấy không ạ? Đây là cái đóng nến trên giải. Sau đó có giải màu xanh xuất hiện. Giải màu xanh xuất hiện này, đóng nến trên giải, giải màu xanh xuất hiện. Tiếp theo, điều kiện thứ ba là mũi tên màu xanh thứ hai xuất hiện trong giải màu xanh thì buy. Mũi tên thứ hai đây, mũi tên thứ nhất đây trong giải màu xanh này. Đầu tiên là đóng nến trên cái giải Kernel Channel này. Tiếp theo có giải màu xanh này xuất hiện. Tiếp theo nữa mũi tên thứ hai xuất hiện, tức là cái nến này xuất hiện mũi tên thứ hai cái là chúng ta sẽ bắt đầu lệnh buy luôn. Chúng ta sẽ buy ở đây và nó sẽ được 32 pip. Đấy, đây là điều kiện khi buy. Điều kiện khi sell thì ngược lại, giá dưới Kernel Channel đóng nến dưới giải, có giải màu đỏ xuất hiện và mũi tên màu đỏ thứ hai xuất hiện trong giải thì chúng ta sẽ sell. Mình sẽ tìm một cái ở đây. Đây. Đây là cái nến đóng nến ở ngoài giải. Sau đó có một cái giải màu hồng này, các bạn thấy không? Giải màu hồng. Và cái nến tiếp theo nó có một cái mũi tên. Đây là mũi tên thứ hai xuất hiện thì chúng ta sẽ sell ở đây. 47 pip, mình sẽ tìm một cái ví dụ dễ hiểu hơn. Đóng nến ở ngoài giải, xuất hiện mũi tên màu xanh, xuất hiện giải màu xanh, mũi tên thứ hai là cái này. Chúng ta sẽ buy tại đây. 20 pip. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn giải Kernel Channel ngoài giải. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái trong giải. Trong giải nó sẽ khác một chút, điều kiện thì hầu hết là như nhau. Giải màu xanh cũng cần phải có giải màu xanh. Tiếp theo là mũi tên màu xanh xuất hiện trong giải màu xanh. Nghe nó khá là nhiều màu xanh đúng không? Đây, mình sẽ ví dụ cho bạn cái này. Đây này, đầu tiên là giải màu xanh được xuất hiện. Tiếp theo là mũi tên màu xanh này xuất hiện này. Đó. Tiếp theo nữa, mũi tên màu xanh đầu tiên mở cửa ngoài Kenner. Mũi tên xanh đầu tiên mở cửa ở ngoài nhé. Ở phía trên của Kenner thì chúng ta sẽ buy. Đây là cái mũi tên đầu tiên xuất hiện nhưng mà nó ở trong Kenner và có giải màu xanh xuất hiện. Thì cái nến tiếp theo này chính là cái nến đầu tiên có mũi tên này và ở ngoài giải. Chúng ta sẽ buy tại đây. Đó. Bây giờ mình sẽ xem cái bên dưới này nhé. Đây. Đầu tiên là giải màu xanh xuất hiện này. Giải màu xanh xuất hiện có mũi tên màu xanh. Đúng không? Giải màu xanh xuất hiện có mũi tên màu xanh. Tiếp theo, mũi tên màu xanh đầu tiên mở cửa trên giải Kenner. Mũi tên màu xanh đầu tiên mở cửa trên giải Kenner nó sẽ là cái này. Chứ không phải cái này nhá. Cái này mở cửa trong. Cái này mở cửa trên này. Là cái này. Mở cửa trên. Mũi tên màu xanh đầu tiên mở cửa trên giải Kenner. Buy tại đây. 16 pip. Đó. Các bạn cứ làm tương tự như thế là các bạn sẽ ra được sell. Bây giờ mình sẽ tìm một cái ví dụ sell ở phía trên này xem nào. Và các bạn chỉ buy khi nó ở trên nhé. Còn sell thì đương nhiên là ở dưới. Giải màu đỏ xuất hiện, mũi tên màu đỏ xuất hiện trong giải màu đỏ. Và mũi tên màu đỏ đầu tiên mở cửa dưới Kettner. Chúng ta sẽ tìm xem ở trên này có không. Chưa có, đây. Đây, đây là một cái ví dụ này. Giải màu đỏ xuất hiện, mũi tên màu đỏ, và cái này là cái đầu tiên mở cửa ngoài. Đấy. Cái này là trường hợp ngoài Kettner này. Để mình xem có trường hợp nào trong Kettner không. Đây, đây là trường hợp trong Kettner này, mới đây luôn. Mũi tên màu đỏ, giải màu đỏ xuất hiện này. Mũi tên màu đỏ xuất hiện. Và nến đầu tiên mở cửa ngoài ở phía dưới của Kettner là cái mũi tên này. Chúng ta sẽ sell tại đây. Vừa nãy luôn, 81 pip.
Và khi mà các bạn làm được như này rồi, các bạn sẽ có hai trường hợp trong và ngoài giải kernel. Và với tất cả những gì các bạn đã chuẩn bị để scalping, mình mong rằng các bạn sẽ đạt được cái tỷ lệ cao nhất khi mà các bạn giao dịch với phương pháp CNR scalping này. Nếu như các bạn yêu quý CNR Team thì các bạn có thể ủng hộ CNR Team bằng cách đăng ký dưới link tài khoản Xnet để các bạn mở tài khoản ra các bạn giao dịch. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Nếu như bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy like, comment xuống cho mình biết ý kiến của các bạn. Share nó cho bạn bè của các bạn, những người đang muốn giao dịch scalping, giao dịch ngắn, giao dịch kết thúc nhanh và những người đang muốn giao dịch vàng để các bạn ấy có một phương pháp đủ hiệu quả để giao dịch. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn.